Ok, hello anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu con vật cho anh em đã bắt được. Thì các bạn đã đăng ký và like rất nhiều cho mình nên hôm nay một con vật đã tới thăm nhà mình rồi. Mẹ thấy rõ không? Thấy rõ không? Em sẽ lấy gần nha. Thấy nó xanh xanh đúng không? Một xanh xanh rất là độc lạ. Con này anh em đã từng gặp rồi. Đó chính là một con trâu cháu anh em. Hôm bữa mình gặp cào cào chết queo anh em. Nhưng mà hôm nay gặp con trâu cháu còn to. To hơn anh em nữa. Dài bằng con kia sao á. Nó cực kỳ to luôn. Bắt lại anh em. Nó khỏe lắm anh. Ây da, nó búng mình mấy phát. Cái ra nè, nó cũng búng cực kỳ đau luôn nha. Thì nó bay rất là cao. Ui, đây đây đây. Mình nói, cái nó bay phát kìa. Con thì con cào cào hôm bữa cũng bay vậy anh em. Con bay chống vậy á. Nhưng mà như con này khỏe hơn anh em. Con này dữ lắm. Như con. Hình như con này trâu cháu con thịt xe. Sao á, em tay rồi. Nè cho anh em nhìn kỹ. Cái này mờ quá anh em thấy rõ nha. Cảm anh em. Trời ơi. Nó không bao giờ nhìn rõ được luôn anh em. Nè. Anh em có thể thấy bộ hàm nó trong giống như con ta, con cào cào bắp hoặc là cào cào cơ bắp anh em. Ok, cũng khá dữ anh em, khá to nha. Con này dữ lắm á, nó đá phát chết luôn á, đá đau lắm. Con này cực kỳ dữ luôn nha. Hình như con này con cái gì á, số to dữ ta. Dạ yeah. Nhảy tiếp tục rồi đấy, đấy. Chưa. Con này cũng khá to anh em, hình như hôm bữa cái con cào cào to bằng ngón cái mình, nhưng mà bây giờ con này ngắn hơn mà con này lại to hơn nè. Còn con cào cào nó nhỏ hơn mà nó lại nhưng mà nó lại gì ta. Ý trời ơi, cái con quỷ này nó bay mình hoài luôn á nè, tức thiệt á. Và mình cũng xin thông báo bạn là cái chân mình đang bị thương. Trời, chạy chung với cái ghế mũ anh em. Nó rất là đau luôn nè. Đó cái chân mình thì do mình chơi mua nè. Nó mới mở hàm ấy. Anh em thấy kia. Nếu anh em nhìn kỹ miệng nó thì cũng khá giống loại ăn thịt. Hình như con này con ăn thịt sao anh em. Cũng khá giống nha. Con này gì? Con này chắc con cái gì rồi. Thôi, ui trời. Nè, anh em phải nhìn kỹ nó. Đầu nó thì nâu nâu. Mặt nó nha, chú phải toàn bộ. Nó nhảy mặt em á. Đi ra. Đầu nó canh. Còn cái cánh phía sau nó thì có màu hình nè, xanh lá đen hay là màu đen á, anh em gọi khác được. Còn cái chân này là phía sau anh em. Nếu anh em để ý thì cái chân sau nó thì có màu xanh dương nha. Một số con trâu cháu chỉ có màu xanh dương. Trời ơi, lần đầu tiên gặp con trâu cháu mà to thứ hai luôn anh em. Tại vì một ngày xưa lúc mình còn mấy tuổi á, 6 tuổi gì á, ông nội có bắt mình một con nó to cỡ này anh em, khủng. Nam mình có mấy con to cỡ Hàn Quốc thì mình nó là có mấy con to lắm, to hơn á. Ui, con này chậu tre đó. Ui trời ơi, chạy đông cha. Rồi, cái con này cũng khá to rồi em. Nó ăn tạp nha. Ăn tạp thì ăn cỏ, ăn thịt. Như cũng được. Thấy nó khá to nên để từ phía xa tưởng nó nhỏ lắm. Chứ thôi cái để ngón tay nó bự gần bằng cái ngón tay nữa. Để xem coi. Cho lại thử coi. Ê, mày nhảy nữa. Ừ. Ê, sao bây giờ nó bay khắp quá anh em. Rồi xong rồi xong, để bắt lại thôi. Mày nó để nó cầm cái giường mình được. Hiện tại anh em đã thấy ở trong bụng nè. Để hạn chế nó bay ra ngoài. Để xuống đây, mày nghe lời tao đi. Thì nếu anh em để ý thì nó
ngắn hơn ngón cái một chút nữa nè, ngắn hơn ngón cái một chút. Ý trời ơi, dữ thiệt con em, cực kỳ dữ luôn, cái bài cực kỳ hay nha anh em. Ok, nếu cháu bò lên mùng, nhưng mà nếu anh em có, anh em phải trùng xanh dương không, đa số anh em sẽ nhìn thấy màu đen mà. Ý gì, nhìn kỹ vậy con. Ở này sinh dương thiệt sáu nè, cái này cũng khá sặc sỡ nè, con này cũng khá sặc sỡ. Cái phần chân mọc ra thì màu vàng, còn phân cái phần mà bám vào chỗ này là màu lá này mà rất là đẹp luôn. Con này cũng hiếm hiếm gặp nè, con này như con hiếm vậy, cũng khá to nha, to lại con mèo cứ ngại nha. Thì đúng là nó nhỏ hơn tay cái mình một chút. Ok, thấy nó cũng màu cam luôn anh em. Nếu anh em nhìn phía trước thì sẽ thấy đầu nó có màu cam, quay phía sau thì lại thấy nó lại màu xanh lá. Trời ơi, nó sẽ trốn cùng kìa. Nói anh em thấy nha, đa số anh em toàn thấy là màu xanh dương mà. À đúng rồi, màu xanh dương mà, lộn. Em nhìn tầm bây giờ đố anh em biết nó con gì luôn đó. Cái nhìn từ xa anh em nhận thấy cũng khá to nha, nó bự, nó bự gần cái kéo mùng này luôn nè. Nè cái gì cát này, nó bò lên chốt của tụi mình nè. Hiện tại là nó bò lên chỗ ánh sáng nè. Thường là ở Hàn Quốc ta bẫy côn trùng mà để cái đèn trong cái mùng á em, cái mùng á họ sẽ bật đèn sáng thật sáng để cái côn trùng bay lại, rồi để mấy tiếng sau mà mấy phút sau thì nó cũng nó bay tới. Đèn anh em khá sáng, cũng khá to, rồi sẽ bắt xuống để ăn thịt nè. Khá to hơi để thôi đi. Ở video tiếp theo sẽ làm một thú nèo hả, đó là nhân vật thú hai trong truyện mình có manga. Anh em biết không, nếu anh em sẽ bình luận bên dưới đó là ai. Ok, họ sẽ ghi anh em tập sau nha. Nếu anh em biết đó nhân vật manga gì ra là lại là nhân vật thú hai trong phần 2 là phần cuối cùng của phim đó là phim gì, anh em thì nói cho mình biết nha. Rồi kết thúc video thôi. Bye.